mến chào các bạn hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ chiến thuật và chiến lược trước hết chiến thuật là phương pháp đánh trong từng trận chiến thí dụ chiến thuật phục kích thứ hai chiến lược chiến lược là phương châm và biện pháp quân sự áp dụng trong suốt cuộc chiến Thí dụ, chiến lược đánh lâu dài. Ban đầu chiến thuật và chiến lược được dùng trong quân sự. Sau này, chúng được sử dụng trong các lĩnh vực khác như kinh tế, thương mại, trò chơi, đàm phán, thể thao, vân vân. Thí dụ, chiến lược kinh doanh. Như vậy, hai từ này hoàn toàn khác nghĩa nhau tùy vào ngữ cảnh mà chúng ta sử dụng từ chiến thuật hay chiến lược các bạn thân mến tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về hai từ chia sẻ và chia sẻ mến chào tạm biệt các bạn